các bạn có thể là ở tỉnh miền Quy Nhơn. Dạ. Buổi sáng hôm nay này cô chú anh chị, cả ư. Quán hủ tiếu của Bùm Bùm là ngày nào mùng 3 tháng 9 cô chú anh chị, quá trời đông này cả nhà thấy chưa? Kinh khủng chưa? Và ở chặng này cô chú anh chị ơi. Nè. Đây, trời quá đông mọi người. Đây cái chị khán giả anh chị cũng biết tỉnh miền này cô chú anh chị đây nè. Rất là đông luôn mọi người. Thì nói chung hôm nay là ngày ngày mùng 3 mà nói chung là trong còn lễ cả nhà. Cả nhà nói thông tin là nghỉ được 4 ngày nha. Rất là đông luôn. Đây. Cảm ơn chị. Đó, khán giả của em đó cô chú anh chị, fan của em đó. Chị đẹp. Rất là đông luôn cô chú chị, bên nào vẫn còn ngày đấy. Nè cô chú chị. Quá là đầy đông rồi. Cả nhà cũng đã thấy một mớ bà con khán giả đi ăn xong đi về cả nhà. Hiện tại với trong bạn nên này. Không có thể đưa lên được cho cô chú anh chị cùng xem, cho nên là chuyện thời gian đi về nên có thể đổi thời gian đi, đổi thời gian đi chứ không thể nào đưa lên tin tức lên, không còn quay ầm trên kênh YouTube các anh em, thì anh em không còn ghi hình ảnh nữa, thì mong cô chú anh chị cũng đã hiểu ha, chứ không thể mình nói tại sao đi về không đăng hình đăng ảnh lên, cái này là chuyện cá nhân riêng tư của Hồng Loan, và trong cuộc chiến này thì Ni phải bắt buộc phải giấu mặt, xin lỗi là Ni đó, Ni phải giấu mặt của chính trị, không thể nào mà Ni mà cứ tối ngày mà Ni về phải rầm đánh trống cua chiên làm gì đó, cho nên cái chuyện này kỳ này là Ni về, Ni âm thầm rất về đúng rồi, chuyện cái đó là chuyện phải đương nhiên rồi, 100% là Ni phải có mặt ở tòa án rồi. Ni bây giờ Ni về là chủ yếu là ra tòa cùng Hồng Loan, Ni là gì, là cơ quan ngôn luận của Hồng Loan, đại diện ngôn luận của phát ngôn của Hồng Loan của chú chị đó, cho nên là chuyện Ni về sớm về muộn là có buộc phải có rồi đó. Cô chú anh chị trên kênh của tụi em á thì bình luận rất nhiều, hỏi là tại sao anh sợ Ni không về không kịp rồi Hồng Loan ra tòa rồi ai sẽ là người đứng lên. Nhiều cái tin về qua nay mà thông tin là chị Ni về á, biết đâu chị Ni chỉ về hôm qua hôm kia làm sao, đúng rồi sao đúng rồi đó, còn cái hình ảnh nó đâu có quan trọng được, đúng không? Nói chung là cô chú anh chị mình phải nói như nè, Ni về lúc nào không quan trọng mà cuối cùng là cô chú anh chị đã biết tin Ni về, đó là một điều rất là mừng rất là vui đó. Mình cũng nói luôn, anh em quay biết chị Ni về lúc nào lúc giờ nào luôn đó, mà anh em không có quay video để cả nhà mình biết, còn chị đưa cái hình ảnh như vậy thôi. Nhưng nhiều cô chú vô con kích kia mấy YouTube này xạo này kia, bỏ mấy câu like câu view ra sao bỏ không quay không đăng video, đó là cái chuyện riêng tư là mình không đã nói rồi, chỉ đưa hình ảnh không đưa video đó, cho nên là bà con cô chú anh chị mình hơi tỉnh táo chứ đừng có vô con kích anh em mà em không có được. Cung kích cái nào cũng không cũng chả có quan trọng gì, không có làm gì được. Có một số cô nói thôi bây giờ ráng Duy Tân ơi, ráng đi chụp hình Ni cho cô chú chị xem đi. Bây giờ cô chú chị ơi, cái hình ảnh Ni bây giờ cũng không quan trọng đâu. Bây giờ không cô chú chị cũng không phải phải ra chăng là cô chú chị cũng mong muốn là được gặp Ni, rất là ai cũng mong muốn được gặp Ni cô chú chị. Cô chú anh chị thì tin miền buổi sáng mới tin miền được cập nhật cho cả nhà các bạn xem, còn hiện tại bây giờ tin miền
đi vào bên trong đi. Hai tô với bồi viên, một tô không hàng không giá. Đó. Hai tô không hàng giá gì. Đúng rồi. Cái gì vậy? Chị nói gì vậy? Mừng không vậy? Mừng chứ con, vui à. Quá trời mừng đúng không? Rồi. Cắt ra con không tiêu luôn. À, để dì bán đi rồi mình mới vô tâm sự với quý vị Hoàng một xíu. Đó hết rồi. À, của chúng chị. Đi chơi liễu của em hả nhà? Ai nói? Hả? Không, Út nào? À. Ai gì Hoàng? Do gì lo gì làm ấy, gì đâu có quan tâm gì cái mạng này đâu mà làm không kịp cái thời gian đâu mà xem. Ngày sinh nhật của Diệp Hoàng. Dạ. Alo. Để anh đi dắt đi coi. Tin nó dắt đi coi. Hai. Bơm. Dạ. Vậy bữa bơm đi hót à? Mùng 99 về có đi coi không? Mùng 99 về đi coi không? Một tô. Mùng 99 là gì? Sinh nhật của Diệp Hoàng hả? Một tô tái viên nữa, hủ tiếu. Thuốc lấy hộp đi. Đó, có cộng bò bún nè. Con đúng rồi. Không, con mang con trai gì ơi. Ờ đúng rồi, giống như mẹ cái đó là sáng là người ta đi vào tan, người ta gặp xe. Bây giờ người ta mời con một tô 1 triệu bạc thêm tiền con không ăn. Cũng được, tốt con, không có sao. Con chỉ ăn rằm một rằm thôi. Ăn được mà tốt. Dạ. Cô chú anh chị khán giả buổi sáng ngày hôm nay rất là nhiều nghe cô chú anh chị. Em cũng cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn xem. Quá nè, quá trời đó. Em ta cũng tới hơi trễ của chú anh chị, hồi sáng rất là đông luôn cô nhà. Rất là kỳ đông luôn. Cả nhà, là thôi tin và miệng cũng chia sẻ cập nhật cho cô chú và các bạn với nhiều thôi, thì mình kết thúc clip tại đây nha. Hẹn cô chú bạn những video tiếp theo nha.